này nè cho mẹ mặc thoải mái luôn. Quần đùi. Ở cái quần này là phía trước là nó làm bằng thun á, có 15.000 thôi à mấy bạn. Phía sau nè, quần đẹp lắm. Bên trong này nó có cộng dây rút. Cái này bầu bị mặc được. Đó, quần jean giùm em ha, 15.000 một quần. Ai đó quần chút quần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phía sau này là có nhúng nha mọi người. Phía sau có nhúng đẹp lắm. Còn áo này sao cho mấy bà nhiêu giờ ta? 19.000. Áo tay phòng 19.000 giùm em. Một áo mà chỉ luôn quá nè. Áo 19.000 thôi.
phản quan nha mọi người. Nó có cái quyền phản quan nè. Bộ nó này nó có để là size L thôi, nhưng mà nhìn cái form siêu bự luôn. Size cho mọi người áo này chỉ có như ta. Còn 70 ngàn à, phát nam. Sơ mi này form rộng mà form xuông bao nhiêu ký cũng vừa mẹ ơi. Form xuông nhiêu ký cũng vừa. Ai áo phát nam đẹp dữ lắm, đẹp. Cái này là có phản quang nè. Rồi đây giày. Chị họ chưa có tính nữa. Cái nào? Cái này em thấy phong bự quá chắc dù quá nhiều. Cái này con không nhớ cha giờ sao. Chứ dù. Giày nha, cái này giày nha, này loại xịn nè. Tại vì bán rẻ đó trời. Cái này mỏng là nó mỏng. Cái này giày á. Em còn một bộ lụa tay dài này đẹp nè mọi người. Tay lụa đỏ đô. Mặt siêu trắng da luôn á. Xe cho người 80 luôn. Lụa đỏ đô tay dài quần dài nè. 80k. Thank you.
25.000 để sale cho chị 60.000 luôn. Ngón 60 có đỏ với có vàng. Còn ngón 60k có đỏ với có vàng. Ai lấy ngón chung ngón vậy? Gốc quá thì khách kiếm ngón quá trời chứ. Mình về nhiều ngón cho bị ế rồi. Bộ đó.
con một trắng hơi bị đẹp luôn nè. Trời ơi, một trắng xuất sắc chưa? Một tím đẹp nè. Có một cái màu đen nè mọi người. Có một cái màu đen nè. Hết hồng rồi mọi người ơi. Hết hồng rồi, trắng thì như vậy. Đúng rồi, cái này lên form đẹp dữ lắm luôn á. Cái này hồi trước bán mấy chục cái rồi, bây giờ mới
con bò. Mặt ở nhà rất là dễ thương nha. Nhiều ta 39.000 luôn đi. Chưa như ngoại thôn ơi, bữa nay là bữa nay xong rồi mai mới gửi nè. Bộ dây con bò xả cho nó chỉ 39.000. Cái là theo gì vậy? Mấy chị mặt hả? Mấy chị mặt quý nha. Nhưng mà bây giờ còn có xe ớt hả? Cái này trồng cỏ hả? À, không nhớ cỏ. Bò cho chị Nguyễn Thị Hải Yến. Bò cho Khánh nè. 39.000 à chị ơi, còn cỏ cuối cùng. Cái này là 39.000 luôn á. Quá chị rầy á. Thank you.
riêng này là xay ớt. Máy riêng xay ớt thì men nha sang cho bà 39 ngàn. Máy riêng xay ớt 39 ngàn. Mà
mẫu này đẹp xuất sắc. Ớt mờ lò giùm em cả 39.000 luôn. Thank you.
đây áo khoác trắng này đẹp quá à. Trắng theo sao cho mấy chị 65 nè. Ai trắng theo 65k? Ai lấy trắng chút trắng gì mấy? Trắng theo 65 nè. Pijama cánh dơi đẹp lắm, 100 nghìn luôn. Áo chút
cái xếp này là xếp chất xốp, đẹp lắm. Nè, cái áo nhọn với cái chân váy, mặt xịn ơi là xịn luôn, chân váy nhúng nha, gút hai bên nè. Ờ, như tao 200 hay sao, 5 triệu 105 ngàn luôn. 105 ngàn luôn nè, đáng không? Màu xanh ngọc, xanh chuối, màu hồng với màu đen, xếp này đẹp, nó lắm đẹp. Bên trong là có quần heo, gút tới đâu gút. Rút có đi xả xuống theo cho nó chịu 105 ngàn. Bơi mặc sách này đẹp nè bơi, cái phơm vừa người luôn á. Ai không thích nhờ rút qua đi xả xuống nha. Trời vậy hả? Thank you.
vậy? Ủa mì này ít trên lờ nha. Còn một mì ít trên lờ sao cho mấy chị ra 30 nghìn. Còn một mì xí trên lờ 30 nghìn. Ai lấy một mì chứ một mì vậy? Em hết rồi, em hết lâu rồi mà tại vì cái đó của khách nữa. Không lấy hàng em mới xả nha. Trên lò nha, còn mì xí trên lò sẽ cho mấy chị 52 nghìn.
rồi đó. Trời ơi, cái này giờ không biết là người nào luôn á, tìm không ra Facebook luôn. Quần mặt nhè nè, bán từ đợt ba mấy nghìn tới bây giờ. Không, quần mặt nhè giá sẽ giao dịch 15 nghìn. Cám nam em xả cho em bà nè.
Thank you.
Sao
tin cái mẫu này. Màu cổ đen. Đó, anh có nghĩ nha mọi người. Siêu đẹp luôn.